Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ sáng thứ ba ngày 17 tháng Giêng năm 2017. Anh chị em thân mến, sống một cách can đảm, đó là lối sống của người Kitô hữu. Can đảm tiến về phía trước, đó là thái độ cần có trong cuộc sống, giống như một vận động viên chăm chỉ luyện tập để giành chiến thắng. Hãy đối diện với sự lười biếng bằng lòng can đảm. Có những kỳ tô hữu lười biếng, có những kỳ tô hữu không muốn nhấc chân lên để bước, có những kỳ tô hữu không muốn tranh đấu để tạo nên những thay đổi, những gì mới mẻ, những gì tốt đẹp cho mọi người. Những kỳ tô hữu ấy lười biếng và tìm thấy giáo hội như là trạm dừng, như là bãi đậu xe. Và tôi có thể nói rằng các kỳ tô hữu ấy là những giáo dân, là những linh mục là những giám mục Tất cả Có những kỳ tô hụ như thế Đối với họ Giáo hội chỉ là một bến đầu an toàn Là bến đầu cho cuộc sống Những kỳ tô Hữu ấy Tôi nghĩ tới điều mà đứa bé nói với ông bà rằng Ông bà hãy cẩn thận Đừng có ngăn cản nước Vì nếu nước không chảy Thì trước tiên Nó sẽ trở nên hôi thối Điều gì giúp cho các kỳ tô Hữu Có thể sống can đảm Đó là niềm hy vọng những khi tôi hậu lười biến, vì họ không có niềm hy vọng vì họ đang nghỉ hưu thật là tốt đẹp để nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc nhưng hãy cẩn thận chẳng tốt đẹp gì nếu cả cuộc đời đều là nghỉ hưu thông điệp của ngày hôm nay là niềm hy vọng hy vọng là còn có điều gì khác nữa niềm hy vọng là cái neo vững chắc cho cuộc sống niềm hy vọng chính là cái neo chúng ta ném cái neo xuống nó bám chắc và chúng ta nắm vững sợi dây. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Đừng nghĩ rằng đây là bầu trời thật là đẹp và tôi vẫn còn. Không. Hy vọng có nghĩa là chiến đấu, là bám chắc sợi dây, là đạt tới. Trong cuộc tranh đấu hàng ngày thì hy vọng chính là đức tính để mở rộng các chân trời, chứ không đóng lại. Có lẽ nếu bạn hiểu thì hy vọng chính là đức tính mạnh mẽ nhất. Hy vọng sống trong hy vọng, sống bằng hy vọng, luôn nhìn tới phía trước với lòng can đảm. Một số người trong anh chị em có thể nói, vâng thưa cha, nhưng có những lúc tệ hại, khi ấy dường như mọi sự đều đen tối. Có nên làm gì đây? Khi ấy hãy bám chắc sợi dây và chịu đựng với nghị lực. Chúng ta phải can đảm nhìn lại và rồi bước tiếp. Những kỳ tố hữu tốt lành cũng vẫn thường mắc sai lỗi. Tất cả chúng ta đều có những sai lỗi những người đứng yên một chỗ có vẻ như chẳng làm gì sai. Khi bạn không thể bước đi vì mọi sự đều tăm tối, vì mọi thứ đều đóng lại thì bạn phải có khả năng chịu đựng, bạn phải kiên trì. Chúng ta có thể bền lòng bền chí vì chúng ta có niềm hy vọng, vì chúng ta không thất vọng, vì Thiên Chúa không thất vọng. Chúng ta hãy tự chất vấn mình, tôi đang thế nào đây? Đời sống đức tin của tôi ra sao đây? Đời sống của tôi có là những chân trời mở rộng, tràn đầy hy vọng, can đảm tiến bước, hay là một cuộc sống hâm hẩm, thậm chí là một cuộc sống không có khả năng chịu đựng những thời khắc đen tối. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sụng của Ngài, để chúng ta có thể vượt thắng tính ích kỷ, vốn chỉ biết lo cho mình mà không thèm nhìn đến anh chị em.